Long Thể Thao xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến. Nhận định trực tiếp trận đấu U19 Australia gặp U19 Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B giải U19 vô địch Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia. Rất mong các bạn hãy để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh nha. Chỉ có được một trận hòa một đều trước U19 Myanmar. Cánh cửa đi tiếp của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2024 đang hẹp đi rất là đáng kể. Và theo quy định chỉ có 3 đội nhất bảng cộng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền được vào bán kết. Và U19 Việt Nam hiện đang xếp thứ hai bảng B nhờ hơn chỉ số Fair Play trước U19 Myanmar. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền hình đang đứng cuối cùng ở nhóm đội thứ hai sau U19 Thái Lan và U19 Đông Timor đã có 3 điểm. Do vậy ở lượt trận thứ hai gặp đội đầu bảng là Australia, U19 Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu hòa, công phương và các đồng đội chỉ có tối đa 5 điểm sau khi kết thúc vòng bảng. Trong khi đó, đội đứng nhì bảng A và bảng C đều có khả năng có tối đa là 6 điểm. Như vậy, nếu không giành ngôi nhất bảng B, U19 Việt Nam khó lòng đi tiếp việc có trọn vẹn 3 điểm trước U19 Australia bắt buộc phải hoàn thành. U19 Australia đang được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tất nhiên thì bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Nhưng để biến điều đó thành hiện thực thì U19 Việt Nam cần phải có một lối chơi tập trung, chơi với hơn 100% sức lực và thật sự hiệu quả trong khâu phòng ngự cũng như tấn công. Có thể nói, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ có thêm giải pháp theo hướng thay đổi đội hình xuất pháp bằng những cầu thủ đã gây ấn tượng khi vào sân từ băng ghế dự bị khi bị U19 Việt Nam à Myanmar gỡ hòa. Xét về thành tích đối đầu thì U19 Australia đang nhỉnh hơn với 3 thắng lợi, U19 Việt Nam thắng 2 sau 5 lần hai đội gặp nhau. Dự đoán trận này thì đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta sẽ có một chiến thắng vất vả 2-1 trước U19 Australia.